chiều ngày 16 tháng 11 năm 2014, tôi được một người khuyết tật ở thị xã Bỉm Sơn giới thiệu và đưa tới nhà Lâm Thành Long ở khu phố 7, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Cô qua đây, cô chỉ cho nhà. Hướng cho nên cháu không mặc. Hình ảnh đầu tiên khiến tôi giật thót khi thấy cậu bé bị trói chặt cả hai tay, hai chân. Tôi chưa kịp hỏi tại sao nên nông nỗi này. Tại sao lại có cảnh thương tâm này? Cảnh cậu bé 15 tuổi, nhưng bé nhỏ như mới lên 9, bị trói cả ngày đêm đã trở thành quen với người dân khu phố 7. Đó cũng là hình ảnh khiến bà của cháu chảy nước mắt khi chúng tôi quay phim. Đó cũng là hình ảnh đeo đuổi trong tôi khi nghĩ tới thân phận của một kiếp người. Lâm Thành Long vui vẻ cười nói khi tôi hỏi chuyện. Đầu óc cậu bé hồn nhiên và sáng suốt, nghịch cảnh với thân thể bị trói trên, trói dưới. Nhưng điều kỳ diệu là dù không được học một ngày, nhưng Lâm Thành Long vẫn đọc thông các dòng chữ trên máy iPad. Long sử dụng iPad bằng một cử động duy nhất, đó là bằng lưỡi. Chỉ với cái lưỡi duy nhất và đầu óc tỉnh táo, Lâm Thành Long có thể đọc được các comment trên Facebook, kết bạn với mọi người bằng nickname Long Lương. Em sử dụng iPad vật vả, gian khổ, khó gấp trăm lần người bình thường. Nhưng đó là cách duy nhất em có thể giao tiếp với xã hội khi cả cuộc đời sống chung với dây chói do chứng bệnh mất khả năng điều khiển chân tay đến với em từ khi mới chào đời. Mẹ của Long đã bỏ em và ra đi khi em còn bé. Bố Long làm công nhân cho một doanh nghiệp ở thị xã Bỉm Sơn. Hàng ngày, bà nội mẹ kế của bố chăm sóc cho em. Kết bạn với nickname Long Lươn, các bạn có thể nhận được những dòng chữ từ em. Nhưng đó là một hoạt động gian khó, đầy khổ lực mà em có thể còn làm được. Khâm phục và thương lắm một cuộc đời bất hạnh. Hãy chia sẻ cùng em. Đây đó cô ạ. Đây, gọi sang máy bên này rồi này. Nghe nhá. Vâng.